Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đầu tháng kêu trời, mùng 10 gặp may, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy nhanh nhạy như họ. Họ có tầm nhìn xa, trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mạng hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ, quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến cho mọi người kính trọng. Họ không bao giờ nóng nảy, luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, vì họ là người có khả năng tính toán không để điều gì xảy ra ngoài dự tính của họ. Tuy nhiên cuộc đời không như mong muốn, kinh tế suy thoái, làm ăn khó khăn, tai ương bủa vây, ngăn chặn khắp lối. Vì thế mà Ất Tỵ gồng gánh không nổi, dễ có thất bát nợ nần trong tháng 7 âm lịch, tiền bạc đội nón ra đi, cơ cực trăm bề. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách và vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Theo tử vi số mệnh luận giải, sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành hỏa của chi mang lại cho Ất Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát tín hiệu. Họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn, rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng, họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt. Ất Tỵ là người có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống, họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết, bởi vậy, tính cách của người tuổi Ất Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác, dù biết điều đó tốt cho mình. Nhưng cái tôi cá nhân của họ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai, sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, bạn dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi này sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi, họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận. Người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng, bạn không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện, sự ồn ào,
tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Ất Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Bản mệnh thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài, điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Mừng nay nho sĩ có tài, bút nghiên giống giả giữ mài nghiệp nhỏ, rõ ràng nên đấn học trò, công danh hai chữ trời cho rõ ràng, một mai chiếm được bản vàng, ấy là phú quý giàu sang quế hòe. Bước đường tiến đến cống nghè, vinh quy bái tổ ngựa xe tưng bừng, bốn phương nứt tiếng vang lừng, ngao du bể thánh vẫy vùng rừng nho, quyền cao chức trọng trời cho, bỏ công học tập bốn mùa chúc minh. Ất Tỵ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình, tuổi này nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng, soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng, soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Dù họ có nhiều người thân yêu, Ất Tỵ thường ít sử dụng lời khuyên từ họ. Họ thích tự mình giải quyết mọi vấn đề. Những người sinh năm 1965 có xu hướng tiếp cận vấn đề một cách chậm rãi, nhưng lại giải quyết chúng một cách sáng tạo và nhanh chóng. Họ thường có nhiều ý tưởng độc đáo, luôn nhìn xa trông rộng và có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Sự nghiệp sẽ tiếp tục phát triển, nếu có kiến thức và hiểu biết, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư. Đối với những người làm việc văn phòng, hãy làm việc với sự tâm huyết và lòng nhiệt tình, kết quả xứng đáng sẽ đến với bạn. Ở độ tuổi 60, Ất Tỵ không cần quá quan trọng về tiền bạc hay thu nhập cao, thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc làm với tinh thần vui vẻ, thoải mái và không lo lắng nhiều, bởi vì con cái đã trưởng thành và bạn không còn phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Sử dụng tiền một cách hợp lý và quản lý tài chính thông minh là cách giúp bạn có được sự dư giả về tiền bạc và tự chủ hơn trong cuộc sống trong giai đoạn tuổi già. Đây là những biến đổi bình thường trong tâm lý và bạn có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, tập trung vào những điều tích cực và chia sẻ nhiều hơn với người thân yêu. Người tuổi Ất Tỵ có tư duy hướng đến tri thức và văn minh, họ luôn mang trong mình ngọn lửa đam mê về học hỏi và sáng tạo, tư duy tích cực và tiến bộ, giúp họ luôn tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Họ cũng có khả năng truyền đạt kiến thức tốt, là những giáo viên xuất sắc có khả năng mở rộng tầm nhìn giúp cho thế hệ trẻ. Không chỉ thông minh, họ còn có khả năng tích cực, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tính cách nồng hậu và lòng tốt giúp họ luôn quan tâm và hỗ trợ những người xung quanh một cách vô tư và tận hưởng. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, Ất Tỵ thiên can mộc, địa chi hỏa, bước vào tháng 7 theo thuyết ngũ hành. Cho dù tháng này không lo nghĩ tới tiền bạc, nhưng bạn vẫn có cảm giác trống rỗng, vẫn còn những lo lắng bạn không giải thích được. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, nhờ có lục hợp mà bản mệnh giữ được mối quan hệ hài hòa nơi công sở và với mọi người. Tuy nhiên, không phải bên ngoài cứ vui vẻ cười nói mới là tốt, nhất là khi trong lòng của bạn đang dậy sóng, dường như khi không được sống đúng với bản thân mình, thường xuyên phải đi làm hài lòng mọi người. Thứ bạn nhận được là sự mệt mỏi trong tâm, bạn chưa thấy có lấy một ngày vui thực sự, điều đó có nghĩa là bạn cần quyết tâm cần sống cho bản thân mình rồi đấy. Mệnh có tuyệt khiến con giáp tuổi Ất Tỵ tháng này làm việc gì cũng cảm thấy không chắc chắn về tương lai, một số ý kiến khiến bạn cảm thấy lung lay, thiếu tin tưởng về tương lai cũng như con đường mình đã chọn. Tuy nhiên những ai đang làm về những lĩnh vực kinh doanh ăn uống thì tốt, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển việc làm ăn. Trong chuyện tình cảm hay các mối quan hệ cá nhân, tháng này không thích hợp để níu kéo, hàn gắn những mối quan hệ hoặc đang trên đà rạn nứt bởi nó có thể dẫn đến những tình huống khó khăn. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy.
Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Theo dân gian gọi là tháng cô hồn, có nhiều điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch này, nhưng thường từ xưa người ta đã truyền nhau về những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn như không được treo chuông gió đầu giường, dễ gọi ma quỷ về, đi đêm không được gọi tên thật, sợ ma quỷ nghe thấy mà giả làm mình, không được chụp ảnh buổi tối, sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi phương Đông, tháng cô hồn này Ất Tỵ có thái âm cất TINH đặc biệt tốt cho nữ mệnh từ khía cạnh công việc. Những kẻ từng xem thường bạn thì nay phải dè chừng, bạn cũng sẽ đón nhận vài tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Có thể là một chức vụ mới hay một cơ hội phù hợp hơn, nhờ lối suy nghĩ thông minh, cẩn thận và đúng đắn, bản mệnh sẽ đạt được những thành tích nổi trội. Bầu không khí thoải mái ở nơi làm việc giúp bạn tập trung hơn và mang về năng suất cao hơn trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn có cảm giác trống rỗng trước những lời khen ngợi của mọi người. Điều này cho thấy thành công đang có không phản ánh đúng con người bạn. Đã đến lúc bạn cần học cách lắng nghe mình nhiều hơn, từ đó có cách điều chỉnh cuộc sống theo chiều hướng phù hợp. Bạn cần nhớ rằng, khái niệm thành công của mỗi người khác nhau, nếu bạn chưa tìm được ra đam mê thật sự, thì bạn luôn trong tình trạng lạc hướng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu bạn không chắc về hướng đi, hãy tiếp xúc với những người trong lĩnh vực của bạn để mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội mới. Cuối tuần sẽ là khoảng thời gian thích hợp để bạn nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Xét phương diện tài lộc tuổi Ất Tỵ tuổi 1965 tháng 7 âm lịch. Nhờ có thiên tài mà tình hình tài chính của tuổi Ất Tỵ cũng khởi sắc đáng kể. Công việc thuận lợi mang về cho bạn tiền bạc và những nguồn thu nhập mới xuất hiện, các khoản đầu tư bắt đầu sinh lợi nhuận lớn. Tháng này, với những gì đang gặt hái hoàn toàn giúp tuổi này có cuộc sống giàu sang, phú quý, nếu muốn tự thưởng cho mình một món đồ nào đó, thì bạn có thể thực hiện ngay lúc này. Đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn khởi động những dự án kinh doanh cá nhân, bởi lẽ việc thể hiện bản thân và thu hút những gì bạn mong muốn đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những gì mới mẻ đều có thể gặp những cạm bẫy, do đó, bạn chỉ nên tiến hành mọi thứ từng chút một, đừng quá tham lam hay quá tin tưởng vào năng lực của mình nhé. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 7 âm lịch. Hát tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc phát sinh những mâu thuẫn do những sự việc tích tụ bấy lâu nay. Đừng làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng và rơi vào bế tắc bằng việc đôi co, tranh cãi của đôi bên. Phụ nữ lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc như ý. Thay vì hỏi tại sao mình toàn bị phụ bạc mà hãy học cách nhận ra điểm chưa tốt của bản thân để sửa chữa, chỉ khi chính bạn tuyệt vời thì mới mong gặp được người tuyệt vời. Tháng này, bạn cũng có nhiều quyết tâm hơn trong việc loại bỏ bớt đi những mối quan hệ độc hại đang kìm hãm sự phát triển của bạn. Với người đã có gia đình, trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn sẽ càng khăng khít hơn, miễn là đôi trái tim luôn hướng về nhau. Tuy nhiên, người đã có gia đình cần đề phòng đào hoa dữ, gây ra những rắc rối trong quan hệ yêu đương nam nữ, có thể khiến bản mệnh rơi vào tình tay ba ngang trái. Xem phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào trung cung gặp bát bạch, nếu vị trí chính giữa ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo càng thêm phần rối ren. Xét phương diện sức khỏe tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ất Tỵ cần lưu ý dưỡng đến tỳ vị, nhưng cũng không nên ăn đồ quá nhiều chất. Chỉ vì muốn hồi phục sức khỏe, nó sẽ gây ra tình trạng quá tải khi cơ thể không kịp hấp thu hết. Xem tử vi tháng cô hồn cho thấy, lục bạch bay về phương Tây Nam, bản mệnh phải làm việc khá vất vả, thậm chí một số người có thể gặp tình trạng suy nhược thần kinh. Có thể sẽ gặp một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đây sẽ là thời điểm quan trọng để bạn thể hiện sự quan tâm đến cơ thể của mình. Hãy luôn đặt bản thân lên hàng đầu và loại bỏ những nhiệm vụ không quá cần thiết vào thời điểm này. Thời gian nắng nóng mà theo dân gian tháng cô hồn này âm khí nặng, lạnh, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe. Chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt, bản mệnh nên lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên độ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch. Cho tuổi Ất Tỵ 1965, trong những ngày vượng vận tháng 7 âm này, chỉ cần bản mệnh tự tin vào phán đoán của mình,
biến suy nghĩ thành hành động thì không khó để giành lợi thế về phía mình. Ngày mùng 6 âm lịch, có lộc từ trên trời rơi xuống như nhận được tiền thưởng, quà biếu, có người nợ lâu chủ động hoàn trả, nhờ vậy tiền trong tài khoản của bạn lại tăng khá nhanh. Ngày 10, đào hoa nở rộ, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè khác phái. Trong khi đó, người đã có đôi hay đã lập gia đình cũng không có gì phải lo lắng về mối quan hệ hiện tại. Hạnh phúc này là điều bạn xứng đáng nhận được. Ngày 12, có tầm nhìn xa trông rộng, có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và phù hợp với tương lai. Hãy cứ tự tin vào con đường mà bạn đã chọn. Ngày 16, thần tài đang đứng về phía bạn, trao cho bạn những cơ hội để nhanh chóng cải thiện thu nhập của mình. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những người chăm chỉ. Nếu bạn có thái độ há miệng chờ sung, thì sẽ chẳng có chiếc bánh ngọt nào dành cho bạn đâu. Ngày 22, nhân duyên với người khác phái rất tốt. Bạn có thể được ai đó giúp đỡ hoặc chủ động lấy lòng. Nếu đang độc thân, hãy cứ thoải mái tiếp nhận thiện chí của đối phương, đừng khiến mọi việc trở nên căng thẳng. Ngày 25, một ngày không chỉ công việc mà chuyện tình cảm cá nhân cũng mang tới cho bạn nhiều niềm vui, năng lực của chòm sao này ngày càng được khẳng định. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn, nửa kia luôn là hậu phương vững chắc đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề. Ngày 29, đầu óc minh mẫn nên hiệu quả công việc rất cao, bạn còn có thời gian để giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thân tình nơi làm việc. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Đời người được mấy gang tay, ai hay ngủ ngày còn được nửa gang, anh lo ăn uống cho say, hết hàng thịt chó đến hàng cháo kê, khuyên anh nỏ chịu nghe, ông mấn ông áo tôi về nhà tôi. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp thành công không quá khó khăn. Bước sang tháng 7 âm này, có những thay đổi tích cực về khía cạnh tình cảm, trở ngại đã qua đi, mang lại cho bản mệnh những ngày nắng ấm và hạnh phúc, người độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn, như ý trong ngày hôm nay. Hôm nay cũng mang lại cho bạn giây phút tĩnh lặng quý giá, bản mệnh nên tự hỏi đâu là điều khiến mình không thực sự hạnh phúc. Con giáp này hãy cho mình cơ hội để ngồi lại và nghĩ về những điều bản thân thực sự mong muốn trong cuộc sống này. Mọi lo lắng, muộn phiền của bản mệnh đã được giải tỏa. Thế nên bản mệnh không còn phải chịu áp lực nặng nề về tâm lý như trước. Nhờ thế mà việc gì cũng hanh thông, bản mệnh có thêm nhiều động lực để kiếm tiền cải thiện cuộc sống. Tiếp theo là người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế nhân tâm nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cát khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài, tư chất thông minh, dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 âm may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Từ tháng 7 vận may sẽ tìm đến với con giáp này, trên con đường phát triển sự nghiệp, họ có cơ hội thể hiện được tài năng vượt trội, cũng nhận được đánh giá cao từ đồng nghiệp hay lãnh đạo và có không gian phát triển. Về mặt tài lộc, họ nhất định sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ở giai đoạn này, chỉ cần họ giỏi nắm bắt thì có thể kiếm bộn tiền, tài khoản tích lũy cũng không ngừng tăng lên. Về tình duyên, người độc thân sẽ gặp được người mình và ngày càng gắn bó, còn những người đang yêu cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn và cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuyệt vời này. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết lập thu, người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này trong năm tính tình ôn hòa, nhã nhặn,
Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, chí dũng hơn người. Sinh tháng 7 âm người có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương. Họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp. Tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh. Nếu theo nghiệp làm ăn, buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp này trong công việc khá rõ ràng, nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn. Người tuổi Ất Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này, trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp, thế nên việc bị trách móc, oán giận là điều khó tránh khỏi. Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi, vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự, đào hoa ghé thăm người độc thân trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh. Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đáng lo, bạn không được chủ quan, nếu phải thường xuyên đi lại nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra. Vận mệnh người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao chẳng vướng bụi trần. Với họ giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng, họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Tháng 7 là giai đoạn chuyển biến mỹ mãn, đặc biệt là với tuổi Ất Tỵ sinh tháng 10 âm, đây chính là thời điểm vàng giúp tuổi Tỵ thể hiện bản lĩnh và khả năng đỉnh cao của mình. Tháng này nhờ vào trí tuệ linh hoạt và trí tuệ thông minh, họ dễ dàng vượt qua khó khăn, chạm tới đỉnh cao danh vọng. Nhờ vào sự sáng tạo và nhạy bén, họ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình, đồng thời còn khẳng định giá trị của bản thân trong mọi lĩnh vực. Sự thông minh, mềm dẻo cũng giúp họ gặt hái được thành công, từ đó mở ra sự thăng tiến và gia tăng về mặt tài chính. Giai đoạn này, họ rất giàu những ý tưởng đột phá, họ tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền, đồng thời họ đón nhận những tin vui về sự nghiệp cũng như thu nhập ngày càng tăng cao đột biến. Cuối cùng là người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá buốt, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có cát tinh cao chiếu nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý, sống khoan dung độ lượng, phóng khoáng với người, có trước có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Sang tháng 7 âm, chính ấn mang lại sức mạnh để tuổi này trở nên tự tin hơn trong các quyết định, mọi người đều muốn gần gũi và sẵn sàng đi theo sự chỉ đạo của bạn, thậm chí là dõi theo bạn, trở thành người tiên phong đòi hỏi sự dũng cảm, bạn sẽ làm công việc này tốt thôi. Nên làm việc có kế hoạch một chút và có sự thông báo trước với mọi người là việc bạn nên làm, nó không chỉ cho thấy bạn chuyên nghiệp mà còn để người khác có sự chuẩn bị trước, tránh bị động, cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều. Vào thời điểm như thế này tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn. Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay. Hãy dành thời gian tìm hiểu, những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Quý vị thân mến, người ta không sợ đau khổ khi còn trẻ, nhưng họ sợ đau khổ khi về già. Nhìn với những kiểu người càng già càng may mắn sau đây thì họ chẳng phải lo sợ gì. 1. Người biết sám hối. Không ai là hoàn hảo, mọi người trên đời này đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể không tin vào Đức Phật, nhưng chúng ta phải tin vào nhân quả. Vì vậy, nếu phạm sai lầm, bạn phải biết dám thừa nhận, thay đổi suy nghĩ và ăn năn, kiên quyết không tiếp tục, cố chấp phạm sai lầm nữa. Người biết sám hối là người có phước, chúng ta không cần phải tin vào Phật, mà phải tin vào nhân quả.
Người biết sám hối thì dù thế nào cũng được Phật và Bồ Tát gia trì. Mọi người nên hiểu rõ về sám hối trong Phật giáo có nghĩa là biết lỗi lầm của mình, sửa chữa và không bao giờ tái phạm nữa, bởi vì sự ăn năn có thể giúp bạn loại bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và gia tăng phước lành cho bạn. Nếu bạn kiên trì sám hối mỗi ngày, phước lành của bạn sẽ ngày càng tích lũy dày thêm, càng già càng có nhiều phước nên dễ gặp may. 2. Người có Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm và thực hành con đường Bồ Đề có nghĩa là có những suy nghĩ tử tế và làm những việc tốt. Khi bạn mắc lỗi hay tạo ra tội lỗi, người khác có biết hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn biết điều đó. Khi chúng ta đối xử tốt với người khác, chúng ta thực sự đang đối xử tốt với chính mình, tích lũy phước lành và thêm công đức cho chính mình. Chúng ta nên lấy niềm tin, sự sẵn lòng và lấy Bồ Đề Tâm làm nền tảng. Nếu một người có thể làm những việc tốt và bố thí trong cuộc sống hàng ngày, việc làm tốt này sẽ tích lũy phước lành lớn lao và tăng trưởng công đức. Sự giúp đỡ mà bạn dành cho người khác giống như một ngọn đèn sáng vừa soi sáng cho người khác, vừa sưởi ấm chính bạn. Bố thí là một cách tu tập của Bồ Tát. Những người như vậy, chư Phật và chư Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời. 3. Người hiếu thảo với cha mẹ. Đức Phật là nhà giáo dục, không phải là chính trị gia. Ngài từ bi dạy dỗ tất cả chúng sinh và không bao giờ kiểm soát họ. Kinh Phật có câu, trên đời không có Phật, làm điều thiện cho cha mẹ cũng như phụng sự Đức Phật. Cha mẹ là ruộng phước cho con cái, nên hiếu thảo với cha mẹ là công đức lớn nhất trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự có thể hiếu thảo với cha mẹ, thì cho dù bạn không cầu xin bất kỳ vị Phật hay Bồ Tát nào ban phước lành, bạn vẫn sẽ tràn đầy phước lành và may mắn. Bởi vì những ai hiếu thảo với cha mẹ sẽ được chư Phật mười phương kính trọng, là kiểu người càng già càng may mắn. Người không hiếu thảo với cha mẹ, sống chỉ biết cho bản thân, bất hiếu, ngỗ nghịch, không những không được Bồ Tát che chở, mà còn rước họa vào thân, càng già càng khổ. Hãy nhớ, đừng giận cha mẹ hay bất hiếu với cha mẹ, nếu không mọi công đức có được từ việc thắp hương cúng Phật với nhiều mục đích khác nhau sẽ trở nên vô nghĩa. 4. Người luôn vui vẻ. Đừng ép buộc bất cứ điều gì cả, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất và bạn phải bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Những người sống vui vẻ, biết hài lòng thường cảm thấy hạnh phúc, chư Phật và Bồ Tát sẽ gia trì cho những người như vậy. Người biết trân trọng sẽ có cảm giác vui vẻ, người biết yên tâm sẽ thấy an lạc, người biết từ bỏ sẽ tìm được hạnh phúc, người biết quên sẽ tìm được tự do, biết thỏa mãn sẽ tìm được hạnh phúc, ai biết cho đi sẽ tìm được tình yêu đích thực, ai biết quan tâm sẽ tìm được bạn bè, biết trân trọng sẽ tìm được niềm vui. Những gì trong mắt bạn là cách bạn nhìn thế giới, khi đôi mắt bạn tràn ngập tình yêu và trái tim bạn tràn ngập lòng nhân ái, thì thế giới này sẽ là một thế giới mới tươi đẹp dành cho bạn. Ngược lại, nếu tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là tội lỗi và xấu xí, thì thế giới sẽ thay đổi tùy theo trạng thái tâm trí của bạn. Mỗi người đều có niềm hạnh phúc của riêng mình. Nếu bạn có thể hiểu được nguyên tắc hài lòng, thì bạn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình, ngay cả khi gia đình bạn nghèo khó. Nếu không, dù có sống trong biệt thự lớn, bạn vẫn sẽ than thở rằng mình không hề hạnh phúc. Cuộc sống là do bạn, dù bạn hạnh phúc hay không, quyền chủ động nằm trong tay bạn. 5. Người sống biết ơn. Lời Phật dạy về lòng biết ơn nói có rất nhiều người trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết ơn như cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, lãnh đạo, người thân và bạn bè của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn những người đã tử tế và giúp đỡ chúng ta. Khi một người lớn lên, chúng ta nên học cách mở rộng phạm vi của lòng biết ơn. Ngoài việc biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến thế giới này, chúng ta cũng nên biết ơn mọi thứ đã cho phép chúng ta tồn tại trên thế giới này, ngay cả không khí trong lành và nước sạch. Khi bạn sẵn sàng biết ơn tất cả mọi người trên thế giới, thiên nhiên, đất nước, xã hội và mọi tình huống bạn gặp phải, bạn chính là kiểu người càng già càng may mắn. Nếu bạn không biết ơn và luôn tồn tại như một kẻ chiếm đoạt, luôn đòi hỏi mọi thứ, thì theo thời gian bạn sẽ trở thành một người tham lam và ích kỷ. Càng già càng xui xẻo, hãy thể hiện lòng biết ơn của chính mình hoặc đón nhận lòng biết ơn của người khác và phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.